không thể thay đổi khát khao của bản thân mình. Vậy biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai mà. Em đã trải qua quá nhiều chuyện, thậm chí là đi qua địa ngục cũng không được bỏ sự yêu thương của họ. Và anh cũng giống như em vậy. Elder Ring anh em ơi. Thử Elder Ring nha. Nghe nè. Nghe đi bà hết. Nếu như em cũng nói giữa thì làm ơn hãy lắng nghe anh trước. Anh đã làm tất cả. Anh đã nghĩ là mình có thể làm được tất cả, khiến cho em rung động và có được tình yêu của em. Nhưng mà thứ anh muốn là em yêu anh. Thật lòng chứ không phải giả dối. Nếu vậy, có thể nhận anh một cách tình cảm nhất dù chỉ một lần. Anh thậm chí sẵn sàng chút hơi thở cuối cùng. Anh đã làm những chuyện điên rồ để có thể ở gần em và có một vị trí trong trái tim của em mà thôi, chứ chẳng như vậy thôi mà. Anh đã phản bội lại người đàn ông mà đã cho anh thêm cơ hội sống thứ hai. Người đàn ông đã không mặc tất cả những anh đang có thú sống của ta mà không thể chối được chút nào. Anh biết chúng ta không thể để người khác yêu mình qua hết, nhưng mà cũng không thể ép họ xóa bỏ ta ra khỏi trái tim của họ. Nếu em đứng nghe em kỹ nè và nói là em không yêu anh, em mãi mãi sẽ không bao giờ có thể yêu anh được. Anh không biết là nó sẽ có thể đau đớn tới cỡ nào. Em đã làm trái tim của anh tan nát trước khi đồng ý anh hết. Em đã dù chậm nó đến nỗi nó tan vỡ, không thể nào giá lại. Em đã nói chối anh. Nó chọn lát gì vậy? Thật đau đớn khi anh đã hiểu ra, nhưng quá muộn. Em không thể nào có thể hàn gắn nó lại được đâu. Anh đây không thể làm gì thêm để có thể cứu chẳng. Anh thậm chí còn không biết mình sẽ tiếp tục sống như thế nào đây sau tất cả mọi chuyện. Nhưng mà sau những gì chúng ta đã từng trải qua, em sẽ phải nhận hậu quả. Bởi vì anh không còn lại gì. Lắp nào đó anh em. Lắp nào đây. Thôi thì Sẽ lết làm ơn, chỉ cần nghe tôi nói một chút thôi. Ở chuồng chân chuồng à, quá hay luôn. Sự đến tắt máy rồi, nó không gọi lại được. Không phải ta đã nói chứ còn sao. Người đàn ông đó sẽ không nghe theo lý trí vào lúc như thế này đâu. Cảm ơn Bonnie buồn ngủ nghe. Sao nghe Bonnie buồn ngủ quá vậy? Ra ủng hộ mình nha anh em. Hello cho tất cả mọi người nha. Vừa các bạn cũng ra bình luận để hỏi về việc mình chơi Elder Ring là chơi thử. Không biết sao đây, cái khó là đắt xô chắc cỡ đó. Em đoán là anh thực sự rất yêu quê hương của mình. Anh yêu nó chứ. Nhưng mà anh cũng yêu Istanbul nữa. Thật tuyệt. Người thân của anh bỏ đó chứ. Tất cả họ đều đang ở đó. Vậy thì có phải anh sẽ mua đó trước rồi mới tới căn nhà này có phải không? Chuyện bắt đầu từ đầu đây. Khi còn làm ở trang viên, anh đã làm mọi sản giải sản xuất động cơ máy kéo. Có thật không vậy? Anh là chuyên gia cơ khí hả? Biết là
anh không phải là một chuyên gia. Nhà máy đã đóng cửa trước khi anh trở thành chuyên gia đó. Đây là một nhà máy gần bờ hồ Bay Cốc. Anh đã có những kỷ niệm đẹp ở đó. Tụi anh thường ngồi câu cá sau nhà của tôi về trong sương mù. Đó là lý do anh rất yêu Istanbul. Đúng vậy. Istanbul là thành phố đẹp nhất thế giới. Queen Marika the Eternal. Anh hy vọng là thành phố này sẽ cho anh dạy tất cả những gì chúng ta muốn. Vâng, có cái chức năng dịch mà ta. Godwin the Gold. Tại sao mình lại không nghĩ đến việc này sớm không chứ? Là điều gì vậy hả con? Soon. Đúng như chị đã từng nói đó gì ai nữa à? Demigods. Nói dữ thế không giúp được gì hết. Claimed the shards. Nhưng con nghe thấy một số tiếng động ở xa. Những tiếng ồn gì? Có chuyện gì hay sao con? Con nghĩ là con đã biết nơi mà họ... Ủa sao mình thấy khiến kích hoạt mà nó không được vậy ta? Có thật vậy không con? Dì Bông sẽ là gì vậy? Con phải báo cho anh đi mới biết ngay bây giờ. Số máy quý khách chưa gọi hiện không liên lạc được. Không gọi được. Điện thoại của né không có sao. Con cho ship yes. À, con cho ship yes. Chúng ta phải cần làm gì đó. A war leading to abandonment. Chị cứ ở đây đi, tôi đi kiểm tra một cách. Chị chờ cả cô gái, cô có mất trí không vậy? Cô đã đi đâu một mình? Ở cảnh sát một cách khác. Rise now, you tarnished. À, nó không có dịch liền, mà nó dịch từ từ. The call of long lost grace speaks to us. Game kỹ năng thôi, đọc dài dòng làm cái gì đúng không? Trước nào chạy vậy ta? Này thấy gì? Đánh thai. Lỡ tay, lỡ tay. Tỉnh Hải Dương đã bắt đầu thu hoạch dải chín sớm cung cấp ra thị trường. Không như mọi năm, năm nay phần lớn diện tích dải chín sớm của Thanh Hà bị mất mùa, sản lượng chỉ ước đạt 40-50%. Dải chín dụ cũng giảm sản lượng so với năm 2023. Các hộ dân đang thu hoạch những cây dải đã chín nhưng sản lượng rất thấp. Gia đình bà Phạm Thị Nhã đã có kinh nghiệm trồng dải trên 30 năm. Trong vườn dải của bà có khoảng trên 50 gốc dải sớm. So với năm ngoái,
cái này nó hướng dẫn hay sao? Hướng dẫn đừng có nhảy xuống dưới hay sao này, đi theo con đường này cái gì nè. Cây cầu đó thấy không, kiểu như vậy đó. Trong nhà máy mặn nước cái vỏ tòng tòng mặt gương mặt tivi đọc nước cái này cái thứ này quả rất nhiều. Thương lái thu mua vải xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và tiêu thụ trong nước đã đến tận vườn để thu mua vải cho người dân. Sẽ không mấy cái bấm đâu vậy nè, không được nhìn theo cái thời tiết hàng năm không có đợt mưa thì ít nên lượng hoa vải năm nay là rất ít. Nghe đi sầm sàm hồi gặp boss đầu tiên đánh á. Đi biết lắm mà. Ôi gì, chưa chết mà. Từ đầu năm đến nay, tổng sản phẩm 2 triệu đô la Mỹ tăng 22%. Đáng chú ý, tối thu luôn vậy. Khẩu ghi nhận tín hiệu xuất khẩu tích cực. Đặc biệt, xuất khẩu các hàng chủ yếu là bánh ngọt của Việt Nam có xu hướng ngày càng tăng. Tính riêng 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm này tăng tới 70% so với cùng kỳ năm 2020. Các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam được xuất khẩu sang hơn 90 thị trường, trong đó có các thị trường chính như Mỹ, EU, Israel, Canada, Nhật Bản hay Mexico. Ừ, tự nhiên bị gì luôn hè. Theo số liệu từ Cổng Thông tin Hàng không của Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Vận tải Hàn Quốc, số lượng hành khách của nước này đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2024 là 846.434 lượt người, chiếm 31,1% tổng số lượt du khách Hàn Quốc đi du lịch các nước Đông Nam Á. Với nhiều địa điểm du lịch nổi bật như Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc, không khó để Việt Nam vươn lên trở thành điểm đến du lịch hàng đầu ở Đông Nam Á đối với du khách Hàn Quốc. Nhằm bắt kịp nhu cầu du lịch Việt Nam ngày càng tăng, các hãng hàng không Hàn Quốc cũng đang nhanh chóng. Đừng gọi là tôi đến cứu rồi nè, đúng không? Kiểu gì phải không? Chỉ tính trong tháng tư mới là hả? Đã có 173.865 mới chơi đánh boss được con đầu tiên. Bước xuống đây rồi, nhớ này cúng. Các chuyến bay đến Phú Quốc cũng ghi nhận mức 53.600. Chứng tỏ đây là điểm đến du lịch nổi bật tại Việt Nam được nhiều du khách xứ Kiên Trì yêu thích. Như thường lệ, phần cuối chương trình là thông tin về vậy thôi chứ game kỹ năng nét nét lẹ. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay giá vàng SJC mua vào ở mức 87.500.000 đồng một lượng. Giá bán ra okay, cái miếng Utah nha. Ghế của Đức Chúa. Trên thị trường ngoại hối, đô la Mỹ mua vào 25.247 đồng một đô la, bán ra 25.177 đồng một đô la. Euro mua vào 26.809 đồng một euro, bán ra 25.207 đồng một euro. Đến đây, bản tin thị trường của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Đồ đã không? Lát này nó như vậy đó. Lát này nó như vậy đó. Vô mà chúng ta có đồ thì còn gì gọi là hay nữa, chơi là phải chân trụng gì chứ. Rồi thấy cái tên là sợ liền, chân chuồng ha, chân chuồng tên là nghe sợ liền.
co-op multiplayer. Nè, cái này là mình co-op được hay gì nè. Sử dụng quyết thư cho một thế giới khác. Đạo Summon Co-op này nè. Xuống có công tắc gì không? Sao nó lên chỉnh đi luôn rồi? Nó chơi hết tờ phèo ra không? Lù lù voi rồi. Cái gì vậy? Mới thấy gì vậy? Lỗi game mà. Game tôi thuê mà lỗi cái gì? Có điểm theo ta à, mình này nó vậy, mình nước này nó vậy. Nãy đi không thấy, giờ thấy. Chơi game mà nghe khác gì? Hành trình của một chiến binh phải trải qua những cái thăng trầm nhỏ nhặt. Sao có thể bỏ cuộc được? Đúng không? Chiến binh à, quá đẹp trời. Trời, từ có quái vật đánh gì ra đây, là có quái vật đánh gì kìa không? Nó đang đứng đợi kìa. Mày nhắm mày đánh lại đâu không? Thế giới mở luôn đó anh em. Game này mới thuê đấy. Cho con cây vô mặt bây giờ nó hoài. Mày liệu không? Biết đứng yên vậy tha cho đó. Nó lúc nào chạy ra? Đi đánh hột nữa. Lần nào tôi đi đánh mấy con chim chơi nè. Chơi game là phải giải trí. Thảo dân này chỉ đi đánh chim này thôi nè. À, gình gình đó, gình gình đó, đập lén đó nè nè. Cho con cậy một chết chim luôn nè. Ông ấy nói về bệnh, sẽ điện thoại trực tiếp báo cho cậu. Cô đệ, trời ơi, chạy à, mày à. Ông ấy không biết cậu. À, vậy là tốc độ của mình đánh chim không kịp anh em à. Có những lý do riêng cho mình.
mấy chim có haki quan sát rồi nữa. Này gì vậy? Trái cây hả? À, cái chế thuốc á. Nào đưa cô cái đi học hả? Dạ vậy mà, nên em về sớm đưa cô đi. Kim có bị bệnh hả? Để tôi vào coi coi có cần đưa đi bác sĩ không? Không cần đâu thôi. Tâm bệnh mà, bác sĩ sẽ... À, bị cái bấm nút này chạy. Vậy cậu cứ ở nhà chăm sóc cho Kim Ngân đi. Có gì tôi sẽ... Mày! Rồi! Đánh 1000 con bò! Rồi sáng sớm mà đi đâu không biết nữa. Ú! Con bò biết lộn nữa kìa! Đủ! Ê điếc! Con này mạnh quá vậy? Không công bằng. Nó khôn quá, nó không có chạy là giật thảm anh em. Em không đủ lực cản. Nó cho em một điều ước. Em chỉ ước cho cả gia đình mình được đoàn tụ và sống vui vẻ như trước kia thôi. Tôi cũng trốn ra nước ngoài. Cậu tìm đường dây cho tôi. Giá bao nhiêu tôi cũng chi. Anh trốn làm gì? Mọi chuyện em đã thu xếp ổn thỏa rồi. Mấy thằng này em của em đã bị bắt. Nhưng có thằng đã đứng ra nhận nhiệm vụ của bà Diêu rồi. Không sao đâu, anh đừng có lo. Đã nắm được điểm yếu của tôi. Thứ đã đau lòng là thiếu lòng ở bên ngoài nó báo em coi này. Trình báo các công an, tôi sẽ không thể thoát được đâu. Với lại công an họ rất giỏi. Trước sau thì họ không biết. Nhưng làm gì có tiền mà mua cái gì? Cố gắng sắp xếp cho tôi càng nhanh càng tốt. Dạ. Có tiền gì đâu mà mua cái gì? Không tiền mua gì hả? Giờ chỉ nhông nhông trên đường. Cuối cùng cũng đánh được con stream. Quá dữ. Hàng để mình coi là cái máu nó có mất không nè. Nó có giảm đi không? Hình như giảm được chút không?
chết nhiều lần giảm giống đất xô phải không ta? Kim Ngân, Kim Ngân, Kim Ngân, con không thể cắn mặt ba như vậy. Ba là ba của con mà, tại sao con lại có thể đối xử với ba như vậy? Tôi thà không có cha, còn mới có một người cha sát nhân như ông. Giang hồ cướp cạn. Mày sao mày? Mày sao mày? Bị đánh về nè, muốn chống cự hả? Đi cây đuốc của nó quải nồi vậy. Cuối cùng cũng hạ được một đám lính. Thấy thuộc có ngầu không chứ hả? Đánh thằng kia đánh không lại thì đánh lính. Trong này có khi nào có boss không ta? Có boss xuất hiện không? Mai khục nữa, quẹt về cái chết luôn. Quái mà mai khục nữa. Tàn ác thiệt chứ. Thank you.
bảo gì ta. Chó gì nuôi lại mình cho nó 2-3 gậy là nó chết rồi. Mày đánh tao. Quỷ, mấy quỷ này nó nhanh vậy ta. Chỉ còn cái nó quýnh được nó chết rồi. Kiếp hàng con nào. Mày con, mày chưa con. Mày ăn máu luôn. Bấm lộn nút ăn máu luôn, kệ đi. Mày con, mày chưa con. Đánh nén đau hả? Cái chuyện mà đánh nén hả? Mở cửa đi ra ngoài. Có chưa mở được hả? Bị phá rồi. Con ghẻ ghẻ mà nó mai khục mình ghê quá. Ơi. Rồi. Má hụt một đau với nó là nó chém chết à. Học một cái mà chết với nè. Đâu có rảnh đâu. Trời ơi. Để gì mà không tới đó, kịp luôn. Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ hân hạnh tài trợ chương trình này.
Tí chấp vàng thế mà không kịp. Tuần này, gia đình nào sẽ chinh phục được chiếc cân vàng của vợ tôi là số 1? Cặp vợ chồng dẫn chương trình hoàn phát tinh thần. Đưa vợ chồng xong sẽ chung các chồng. Trời ơi, quẹt nhẹ nó chết rồi. Nghe chịu luôn. Cái khúc chạy này khó vậy ta. Thế là lỗ mèo nhanh hơn ta. Lỗ mèo nhanh hơn hả? Lòng nút. Trời ơi dễ. Mày giả ngu với tao. Nó rồi. Ngô gớt xuống dưới luôn là gì vậy? Đồ, điếu hiểu. Rồi mấy ra đi bởi hang quỷ này ngoài đó. Cái thế nhờ. Leo lên đây nó làm gì? Đám quái này quẹt 2-3 cái chết rồi. Như Golin vậy ta. Thank you.
quạt trúng gì rồi chết này. Chị không kịp luôn. Chị cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho mẹ con Kim Ngư. Chị nhớ giữ sức khỏe, không thì ngã quỵ giữa đường mất. Cảm ơn thi chủ. Nhưng mà thi chủ đừng vội nói cho ai biết chuyện này. Hơi không? Khéo lắm. Khéo lắm. Nha. Để được chỉ à? Mày chơi không? Mày muốn chơi đúng không? Rồi ra đi tìm được cứu nước luôn. Trời, khu này quá nguy hiểm. Đi khu khác thôi. Này là cái gì đây? Từ lúc có biết, chưa bao giờ tôi thấy ông ta coi mẹ con là nhận. Quay xuống xe, chỉ là không mấy giây nữa thôi. Người này bị bệnh rồi. Ba cặp, con lộc với bọn thi. Từ con nhảy xuống sông, cũng không thể dựa hết tội của con. Dùa hả? Rồi ghê không? Đi ăn hiếp mấy con quá nhỏ thôi. Dạ có.
tôi có thấy bà ấy đi ở đây nè. Hình như á, bà ấy đang tìm xác chồng tôi. Ờ, chị thấy người bà ấy dạ. Cái này cũng mấy ngày rồi. Chị cảm ơn tạm ơn. Gần quá rồi, đây núp kính nghe gần chung rồi nó. Dạ nó em cái tên. Ghê ghê không? Sao mà đỡ được? À, thằng cầm khiên, thằng cầm giáo đó nó hơi mạnh nha. Để tìm mẹ em đi anh. Anh ấy đang đi tìm mẹ. Còn anh cũng đã cho người đi tìm ba em rồi. Nếu có tin gì, họ sẽ báo về mẹ. Chừng nào người ta có tìm xác của ba em. Chừng gì xảy ra với mẹ hay không nữa. Trời. Mẹ con sói nè. Giang hồ cúp cạn. Ta vô yểm trợ mình không? Ôi nó nhẹ nhàng tình cảm ra đi gì. Mạnh quá.
Kiểu nàng chặt chơi game bóng ma quá. Có biết đâu lính kìa. Alo. Lính hả con? Sao quá giật không ngon. À, chỉ cần thổi gió rồi mình chấn thương. Chiêu mạnh lên. Ừ.
nó sao mấy con quái này nó không đánh nhau hả? Trong chúng mày này gì hết trơn vậy? Anh vẽ cái đó ra mà không có nào liễm chợ hết ta. Nãy chợ thôi chạy ra đây luôn. Rồi. Để tặng mình cái dòng này. Use it to it will summon a spectral torrent to treat him. Shall I turn let this your thoughts, your ambitions, the principles you would follow. Trời ơi, nàng điển như Dark Soul vậy chứ gì đâu. Anh mày đây đã khác, anh mày cởi bò tấn công nè. Lên. Như mấy cô. Nó phải khác. Mày á. Kỹ sĩ. Lấy vô dùm dây. Đi vô chọc con bất tử luôn. Ngầu chưa?
theo câu. Ây à. Ở đây. Thể lập trời chạy lửa bút ngắn cái. Né gồng lên cũng đánh điếu ăn được mấy thằng lính này quen nữa. Cởi ngựa cũng vậy. Ơi. Game khó quá. Này chủ tịch game tới đây thôi anh em. Game căng quá. Kể từ khi được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Thượng Hải Trung Quốc vào năm 1992, sự kiện kéo dài 3 ngày.